Chủ quá đâu rồi? Em đây. Vệ sinh anh kia động cơ không ấy? Đâu? Đây, xe này. Ấy à, hôm nay lại lấy con này à? À, về lấy con này nhỏ gọn này cho về vợ đi chợ mua rau mua cỏ. Trời ơi, con này chắc ông này lấy ra con này lâu rồi không vệ sinh rồi, chắc phải từ lúc mua xe đến bây giờ rồi. Thì chủ cũ thì nó đi mình biết đâu được ấy. Thôi nếu bẩn như này nhá, cái này chắc chắn là phải có chuột vào rồi, cái này thôi vệ sinh rồi, cái này vệ sinh thì cũng mất khoảng độ hơn một tiếng. Vệ sinh kiểu gì? Vệ sinh bằng máy nước nóng và hóa chất chuyên dụng, không làm hỏng hư hại đến cao su chân máy, không bạc màn máy. Vệ sinh bằng máy nước nóng. Nhưng mà rửa xong nó có mất zin không? Cái ông này hay nhỉ. Rửa vệ sinh là để sạch sẽ, sao lại mất zin? Sợ rửa xong mất zin. Rửa xong là chỉ có sạch và đẹp thôi chứ không có mất zin. Rửa bằng hơi nước nóng. Hơn một tiếng là xong. Hơn một tiếng xong. Xong có rửa cả vỏ xe này không? Rửa hết, hút cả bụi luôn cơ mà. Chăm sóc tổng thể luôn. Bao tiền nhỉ? Con này á. Con này thì thường thì con này 600. 600. Rửa bằng máy hơi nước nóng, hóa chất chuyên dụng, thợ kỹ thuật lành nghề, chứ không phải là xịt xong lấy nước đổ xóa vắt vào là xong đâu. Rửa cái khoang máy này hết xô nước như mấy đâu mà 600.000. 600.000 thế có rửa không? Ôi, tôi về tôi bơm nước giếng lên tôi tự rửa. Tôi đóng. Ôi giời, rửa cái khoang máy rồi 600.000. Về bơm nước giếng tôi tự rửa nhá. 600.000 thì tự lấy xe nhà em mà rửa nhá.